cho các bạn. What the hell? Hiện tại bây giờ mình đang ở Phù Lộc, hôm nay là mùng 3 Tết. Hôm nay mình cùng hai thằng bạn thân ai này lo này sẽ vào Thạc Tam Giang để xem thử là dạo này Thạc Tam Giang như thế nào. Ôi, taxi đã tới rồi. Để mình lên xe thôi. Hoan chào mọi người. Xin chào các bạn. Chào các bạn nhé. Các bạn đã đến với kênh Lumo TV trên YouTube channel. Các bạn là đồng viên Phù Lộc, một trong những đồng đẹp nhất của Đắk Lắk này. Em đi từ Phù Lộc qua thì mình tới ngã tư trong tuần huyện này, của mình sẽ rẽ trái. Rẽ trái đi vào hướng Tam Giang. Đây hợp mấy anh hả? Đây chỗ đó mọi người. Tại mình đang ở hợp 2 chợ Tam Giang. Mua một chút vật dụng. Tụi mình đang ghé qua để đón bạn anh. Nhà giàu nhất thì xóm. Xóm của hai cái nhà. Hi, bye bye. Tập dụng gì đi là chung á. Chụp ảnh ơi, chụp ảnh. Chào mọi người đi chụp ảnh. Anh ơi, anh chào. Xin chào các bạn. Chào các bạn. Mình là người yêu của Lumo TV. Lumo TV YouTube Vlog channel. Xin chào các bạn nha. Tụi mình gà và muỗi đã chuẩn bị xong rồi. Giờ tụi mình chạy thẳng vào thẳng đi. Chạy chạy bị đập bao xe chết thở nữa nè. Là Nga buông buông rồi nghe. Thôi thôi. Chạy bị chân ngoài đó. Đây là chụp ảnh. Rồi, em cảm ơn anh nha. Hiện tại tụi mình đã tới nơi rồi. Đây gọi là thường người ta gọi là Thạc Tam Giang, nhưng mà tên thường gọi là Thạc Thủy Tiên. Tên thường gọi là Thạc Tam Giang, còn tên chính thức là Thạc Thủy Tiên. Nhưng mà mọi người tới đây thì phải mua vé. Vậy là một vé là 25.000 nếu không có xe. Mình sẽ quay bao quát cho các bạn xem. Đây là vừa đi vào cổng. Cái thang này thì có rất là lâu đời rồi, nhưng mà vài khoảng 10 năm trở lại đây mới phát triển mạnh. Thác cực kỳ đẹp và hoang sơ. Yeah, hãy quay lại chào mọi người cái đi. Yeah, ok. Nga ơi, Nga mấy giờ rồi Nga ha? 11 giờ. Hiện tại bây giờ 11 giờ 15. Hôm nay trời khá là đẹp. Chúng mình chuẩn bị cũng khá đơn giản, chỉ gà, bia và nửa quả dưa hấu. Nếu mấy bạn vào đây thì vẫn có bán bia. Ở đây có đầy đủ. Có cả gà. Gà quay này. Này, bạn đầy đủ luôn. Đầy đủ. Ở đây còn cho thuê cả triệu bạc nữa. Thank you.
dốc này khá là, dốc này rất là cao nè mọi người, đi con này dốc này cẩn thận nha, cực kỳ cao. Thủy Tiên, hay còn được người dân bản địa nơi đây gọi bằng những cái tên rất là gần gũi và thân thuộc như là thác Ebook, thác Ba Tầng và đặc biệt là thác Tam Giang. Chắc có lẽ từ trung tâm huyện Krung Năng vào đến thác thì hơn 2/3 quãng đường là phải đi qua địa phận xã Tam Giang nên mới có nhiều người gọi thác bằng cái tên như vậy. Nếu các bạn đã ở Krung Năng á, thì kiểu gì tuổi thơ của bạn có ít nhất một lần được nghe bọn bạn rủ rê là em ơi đi vào thác chơi không đúng không? Và thế là cả bọn cùng nhau xách xe lội đất, lội đá lấm lem gần 17 cây số để vào thác chơi. Đó chắc hẳn là một kỷ niệm rất đẹp và dữ dội. Hơi khác một chút so với ngày xưa là bây giờ đường vào thác đã được đổi nhựa rất là đẹp, dễ đi hơn và các bạn cũng có xe máy để chạy vào nhiều hơn rồi. Trở lại với thác Thủy Tiên, thì nếu là lần đầu bạn đến nơi đây á, chắc chắn bạn sẽ không khỏi bất ngờ. Thác rất đặc biệt với đa dạng hình hài, chiều cao, độ rộng và nhiều tầng đá xếp lên nhau kéo dài gần 1 cây số. Ngoài ra còn có các rễ cây đang xen chằng chịt, những tán cây cao chót vót bao trùm, trông rất tự nhiên và cực kỳ hoang sơ. Thời điểm đẹp để các bạn đến ở đây tham quan và chiêm ngưỡng là các tháng mùa khô, từ khoảng đầu tháng giêng âm lịch cho đến đầu tháng năm âm lịch. Có thể mọi người chưa biết, ngoài vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ ra thì thác Thủy Tiên còn lưu giữ một truyền thuyết rất là ly kỳ về một người con gái trung trinh quả cảm. Chuyện kể rằng ngày xưa từ rất lâu về trước, ở vùng đất này có một tai họa lớn đã đến với buôn làng nơi đây. Không hiểu tại sao đang yên đang lành thì giàn, tức là ông trời đó, bỗng dưng nổi cơn giận dữ làm cho nặng mãi không thôi. Ngày này qua tháng nọ không có lấy một giọt mưa, khiến cho sông suối cạn kiệt. Tất cả trai tráng trong làng, trong đó có chồng nàng Hà Năng, đã quyết định đi thật xa để tìm vùng đất mới, mong cứu lấy dân làng. Nhưng không hiểu sao, đã qua mấy mùa trăng rồi mà chẳng thấy bóng dáng bất cứ ai trở về. Nàng Hà Năng chờ mãi, chờ mãi, nàng chờ mòn mỏi trong nỗi nhớ thương chồng và cả sự xót xa khi thấy cảnh lũ lang chết chân, chết mòn vì đói khát, bệnh tật. Cuối cùng, nàng quyết định lên đường đi tìm chồng và tìm vùng đất mới. Nàng đi mãi, đi mãi, nàng đi cho tới khi sức cùng lực kiệt và rồi nàng ngã quỳ xuống giữa một lòng suối cạn. Từ trên cao nhìn xuống, già nhìn thấy tất cả và đã đồng lòng thương xót. Già quyết định cho mây dông kéo đến bịt mù, và sau đó là một cơn mưa xối xả. Mưa lớn làm cho sông suối khô cạn bao năm nay thoáng chốc lại đầy ắp nước. Dân làng thì đua nhau hò hét mừng rỡ vì hy vọng sống đang được thắp sáng trở lại. Nhưng còn một điều là nàng Hà Năng thì không sống lại được nữa. Tóc nàng Hà Năng trải dài theo con suối, trở thành một con thác đẹp đẽ duyên dáng như tấm lòng người con gái ê đê dịu hiền chung thủy. Nàng đã chết để dân làng được sống. Và để tưởng nhớ, lũ làng đã lấy tên nàng đặt cho tên của dòng sông chảy qua ngọn thác và qua cả vùng đất này. Câu chuyện này còn được cả người dân trong làng truyền mãi đến muôn đời sau.
tôi muốn quên đi đôi chân chờ cha đi lựa hạt thông cho con một bữa cơm chiều. Thank you.